các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 12. Giời ăn hay là yoga? Cách 1. 20 lá trà bancha sắc 2 chén nước còn 1 chén để rửa vết thương. Cách 2. Dùng giấm đuôi thoa lên vết thương, ăn gạo lứt muối mè theo số 7, uống nước gạo lứt rang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.